Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết cuối ngày của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, sang đến ngày hôm nay thì khối khí lạnh mới bắt đầu suy yếu, biến tính và lệch đông. Do vậy mà mưa đã quay trở lại ở hầu khắp các tỉnh khu vực Bắc Bộ. Theo số liệu ghi nhận được thì trong sáng nay, độ ẩm các tỉnh trong khu vực đã đồng loạt tăng lên ngưỡng 95 cho đến 98%, thậm chí nhiều nơi còn đạt đến trạng thái bão hòa là 100%. Trạng thái mưa nhỏ kèm theo sương mù dày hơn được dự báo sẽ còn tiếp tục duy trì trong ngày mai, nhưng mà chỉ tập trung nhiều vào thời điểm đêm và sáng. Còn ban ngày thì bầu trời sẽ tạnh ráo hơn với ngưỡng nhiệt cao nhất ngày phổ biến từ 21 cho đến 23 độ. Sang đến ngày 18 và ngày 19 tháng 3 thì khối khí lạnh suy yếu hẳn. Thay vào đó sẽ là sự hoạt động mạnh hơn của vùng thấp nóng từ phía Tây. Lúc này thì bầu không khí các tỉnh trên khu vực sẽ được sưởi ấm hơn và nhiệt độ có thể sẽ đạt ngưỡng là 23 cho đến 25 độ. Riêng các tỉnh vùng núi khu vực Trung Du Việt Bắc thì nhiệt độ sẽ lên mức 25 cho đến 27 độ. Đi sang phía Tây của dãy núi Hoàng Liên Sơn, bao gồm các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, nơi chịu tác động trực tiếp của vùng thấp nóng, thì tại đây từ ngày 18 thì nhiệt độ cũng sẽ bật lên ngưỡng 27 cho đến 30 độ, có điểm sẽ vượt trên ngưỡng này. Cùng với đó thì độ ẩm ban trưa xuống khá thấp, chỉ trong khoảng là 40 đến 50%, thậm chí là nhiều nơi còn xuống thấp hơn. Trong ngày hôm nay thì đới gió Đông Bắc tiếp tục mang hơi ẩm xuống tận khu vực Thừa Thiên Huế và sang ngày mai thì vùng mưa này sẽ thu hẹp dần về và chỉ còn tập trung tại khu vực Trung Trung Bộ nhưng mà với lượng không nhiều và chủ yếu xảy ra vào đêm và sáng. Ban ngày trời khô ráo với nền nhiệt tăng trở lại, phổ biến từ 23 cho đến 26 độ cho các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến khu vực Thừa Thiên Huế. Còn tại các tỉnh khu vực từ Đà Nẵng trở vào thì thời tiết đã tốt hơn. Thời tiết phổ biến ít mưa, ngày có nắng với ngưỡng nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 27 đến 30 độ. Các tỉnh cực Nam còn đạt ngưỡng cao hơn. Từ ngày 18 thì do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía Tây phát triển sang nên nhiệt độ tại khu vực sẽ gia tăng khá mạnh, thêm từ 2 cho đến 3 độ. Số giờ nắng kéo dài hơn trong ngày khiến cho các sinh hoạt thường nhật của người dân, đặc biệt là các tỉnh phía Bắc sẽ được thuận lợi hơn. Đi sâu xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ta sẽ bắt gặp một kiểu thời tiết trái ngược hoàn toàn với các tỉnh khu vực Bắc Bộ. Sự mong mỏi một cơn mưa rào xuất hiện đã xua tan bớt cái nắng nóng oi bức đang hiện hữu và kéo dài khá nhiều ngày ở nơi đây của người dân dường như là một điều vô cùng khó khăn. Bởi trong những ngày tới thì tình trạng khô nóng sẽ vẫn tiếp tục diễn ra và duy trì với cường độ mạnh. Mức nhiệt phổ biến từ 31 đến 33 độ cho khu vực Tây Nguyên và từ 33 đến 35 độ ở Nam Bộ. Riêng các tỉnh khu vực miền Đông như là Bình Phước, Tây Ninh và cả thành phố Hồ Chí Minh thì ngưỡng nhiệt còn có thể sẽ đạt mức 36 đến 38 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết trên khu vực Biển Đông. Thưa quý vị, trong những ngày tới thì khu vực Biển Đông bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió chỉ mạnh cấp 4, cấp 5, mưa xảy ra một vài nơi nên tầm nhìn xa thoáng, thời tiết trở lại thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.